Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Dân Thứ Học và Ứng Dụng Vào Đời Sống. Tiếp tục với chuỗi series chia sẻ kiến thức về nhân tướng, hôm nay mình sẽ tiếp tục và chia sẻ đến tất cả các bạn chủ đề mới. Cái tướng tai này là của một bạn đã gửi cho mình qua trang fanpage. Mình thấy có một cái sự nào đó nó rất là độc đáo và nó mới mẻ, cho nên mình muốn chia sẻ và truyền tải đến tất cả các bạn. Cái bạn này đó có nhắn tin với mình rằng là bạn này có một cái đặc điểm rất là đặc biệt và độc đáo. Đó chính là khi mà bạn này mơ về một vấn đề gì đó thì lập tức ngay hôm sau hoặc là thậm chí vài hôm sau đó thì những cái điều đó nó đều xảy ra đúng như trong cái giấc mơ mà bạn này đã từng mơ trước đó. Như vậy thì với cái bàn tay như thế này nó có những cái dấu hiệu nào? Liệu nó có cái quan hệ mật thiết nào đó về cái giấc mơ hay không? Và liệu rằng khi mà con người ta mơ như vậy, đến một lúc nào đó khi mà họ mơ về trúng số thì họ có trúng hay không? Hoặc là mơ về một cái vấn đề nào đó bất kỳ thì nó có xảy ra như những gì mà bạn này đã từng có trong cái thời gian trước đây hay không? Như vậy thì cái chủ đề hôm nay nó sẽ thực sự là rất mới mẻ mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Thì đây là tướng tài của một người phụ nữ, nhưng mà chúng ta thấy được rằng là cái ngón tay nó không được mịn màng cho lắm, cho thấy đây không phải là một người phụ nữ mà họ có một cái tuổi thơ nó thật ấm êm, đài cát như bao đứa trẻ khác. Chúng ta thấy được rằng là cái ngón trỏ và ngón giữa nó có một cái sự không cân đối hài hòa. Và các cái ngón tay nó có vẻ như là nó hơi thô và nó hơi có một cái phần gì đó nó chai sạn đi. Đây không phải là cái điều gì nó xấu, mà nó phản ánh lên một con người đó, họ sinh ra là có thể làm việc chân tay hay là làm việc bằng đầu óc. Nhìn vào tương tai chúng ta sẽ biết được một cách rất dễ dàng. Có một điều đặc biệt là cái ngón út của bạn này nó rất cao. Điều này nó cho thấy rằng đây là một người cũng rất giỏi trong cái khả năng ăn nói và giao tiếp. Người này chơi với bạn bè thì hầu như là đứng ở trên cơ người ta. Do đó đây là cũng là một trong những cái đặc điểm mà có thể nói rằng là khi mà đi đâu đó hoặc làm bất cứ điều gì thì mình cũng có được cái sự chú ý của người khác, và mình cũng không bao giờ phải chịu cái sự thiệt thòi nào đó. Và chúng ta phân tích tiếp, chúng ta thấy được rằng cái ngón cái của bạn nữ này rất dài, to. Tuy là nó không dài nhưng mà nó to và nó có một cái sự cứng cáp. Đặc biệt đó chính là bạn này có rất là nhiều cái lóng. Những người mà cái ngón cái mà có nhiều lóng thì đương nhiên họ có một cái biệt tài nào đó. Mà đặc biệt đối với những người mà ngón cái mà có nhiều lóng thì thường là họ có khả năng phục dược. Khả năng phục dược tức là người này có thể chữa bệnh cho người khác một cách rất kỳ diệu. Chẳng hạn như là một người nào đó bệnh cảm thì thay vì phải uống thuốc rất là nhiều ngày mới hết được, tuy nhiên và với người này thì có thể là họ cạo gió hoặc là đi mua thuốc giùm vân vân. Bằng một cách nào đó, với một cái sự tác động của cái bàn tay của người này thì có thể người đó sẽ rất là nhanh chóng. Đây là một điều gì đó nó rất là độc đáo mà không thể giải thích được ở một cái phương diện nào đó. Cho nên đây là một trong những cái điều mà có thể nói là cái khả năng đặc biệt của bạn này. Nếu như bạn này biết cách sử dụng nó để giúp đỡ những người khác thì đây cũng chính là một trong những cái cách mà mình tạo ra nhiều cái phước rất lớn, giúp đỡ những người khác, mà đặc biệt giúp đỡ những người mà họ trong cái lúc mà ốm đau bệnh tật và giúp cho họ có thể bình phục, thì rõ ràng đây là một trong những cái việc làm rất tốt. Nó có thể có được một cái phúc đức cho chúng ta ở phần sau này. Và chúng ta phân tích tiếp, cân bàn tay của bạn này rất dày, cho thấy đây là một người cũng là một người có cái sự nóng tính. Một người phụ nữ mà nóng tính thì đương nhiên ta biết rằng là họ sẽ có một cái cá tính rất đặc biệt. Thường là họ cũng có cái tố chất nào đó trong cái việc quản lý lãnh đạo, hoặc là họ cũng thích về cái khả năng chi phối đến người khác. Tuy nhiên đây là một cái điều gì đó không phải ai cũng có thể muốn được mà được, bởi vì nó còn là một cái nghệ thuật của một cái người. Nó phải có một cái sự kết hợp rất là nhiều cái đặc điểm, cái tố chất ở trong đó. Chẳng hạn như là cách ăn nói, cách giao tiếp, cái cách cư xử tử tế như thế nào, nó làm sao cho vừa có một cái sự hài hòa, và đặc biệt cái tiếng nói của mình có một cái sự trọng lượng, có sự tác động nhất định đối với người khác.
nói cách khác là nói người khác nghe được, thì đó là những người họ có cái tố chất về cái năng quản lý. Chúng ta thấy được một cái đặc điểm rằng cái bằng này có cái đường trí đạo và cái đường sinh đạo, nó có một cái sự không đậm cho lắm, và cái khoảng cách giữa đường trí đạo và đường sinh đạo này nó có một cái khoảng như thế này. Đây là một trong những cái tướng tai của một người mà cho chúng ta biết được thời thơ ấu của họ cũng không phải là một người tiểu thơ đại cát, mà đôi khi phải sống trong một cái cuộc sống nó hơi vất vả, chật vật, thiếu thốn cái tình cảm và cái vật chất, cái tiền tài so với những người khác. Đây là một người mà cũng có thể nói sau này khi mà họ ra ngoài đời, cái khả năng thành công của họ cũng sẽ chậm hơn so với những người khác. Chậm hơn nhưng chưa chắc gì nó không lâu bền. Nhiều người họ thành công sớm, nhưng mà cái thành công đó nó cũng là ở một cái thay đổi giai đoạn nhất định, nó xảy ra một thật chớp nhoáng. Nhưng mà có những người tuy rằng họ có một cái sự thành công muộn, nhưng mà cái sự thành công đó là một sự thành công rất vững chãi, nó có thể đi suốt một cái đoạn đường rất dài đối với những người như vậy. Tuy nhiên không phải cái tướng tai nào nó có cái đường trí đạo và đường tâm đạo, mình xin lỗi, cái đường sinh đạo nó cũng là mang cái yếu tố như vậy. Đặc biệt chúng ta thấy được rằng cái đường sinh đạo nó cũng hơi mờ, và đường trí đạo nó cũng không phải là một đường thật sâu đậm. Điều này nó phản ánh lên rằng cái sức khỏe của bạn này nó cũng không được tốt. Tuy rằng cái bàn tay của bạn này nó khô cứng, nó có sự mạnh mẽ ở trong đó, nhưng mà rõ ràng về cái nội tâm, cái sức khỏe ở bên trong của bạn ấy thực sự là một người rất yếu ớt, rất dễ bị một cái sự tác động nào đó mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Và khi những người này bệnh gì đó rồi thì họ, cái khả năng phục hồi của họ cũng có thể nói là tương đối là nó lâu hơn so với những người khác. Và đường trí đạo như thế này nữa, nó cũng cho thấy rằng là cái trí tuệ, cái sức khỏe của người này cũng không thực sự là sáng suốt cho lắm. Nhiều khi mình cũng còn có một cái sự nặng đầu, có một cái sự đau đầu nào đó nhất định, nó không có được một cái sự thông suốt. Và chúng ta phân tích tiếp, cái đường tâm đạo của bạn này cũng vậy. Giữa ba cái đường tam tài, tâm đạo, trí đạo và đường sinh đạo, nó không phải là những cái đường mà nó cho thấy rằng cái sự liền mạch, mà nó có một cái sự cong quẹo, chứ không phải là một cái đường thẳng hay là một đường cong, nó có một sự mềm mại. Điều này nó cho thấy nhiều khi người này cũng rất dễ thay đổi tính tình. Đây là một trong những khuyết điểm rất lớn. Những người thành công, những người mà muốn làm những cái việc lớn thì trước tiên họ phải vạch ra được cái kế hoạch của họ. Và khi kế hoạch của họ đã vượt địch định ra rồi á, thì họ sẽ kiên trì nhất quán làm cho đến khi nào được mới thôi. Thì đó chính là một trong những cái đặc điểm mà thường những người thành công họ phải có được. Tuy nhiên với những người thường hay thay đổi về cái tâm tính của mình á, thì nó cũng sẽ là một cái hạn chế để giúp cho người đó có thể đi đến sự thành tựu. Và chúng ta phân tích tiếp, rõ ràng cái đường có một cái điều đặc biệt rằng là sở dĩ người này có được một cái giấc mơ nào đó mà nó xảy ra đúng như cái thực tại ngày hôm sau nữa, hoặc là vài hôm sau nó xảy ra, là bởi vì bạn này cũng có những cái đường đặc biệt như thế này. Cái đường nói giữa cái đường trí đạo và đường tâm đạo được gọi là đây là một cái đường nó kết nối giữa cái tâm và cái trí của mình. Cho nên những người này thường là họ có một cái sự định tâm, định trí nào đó ở một cái giai đoạn nào đó. Khi mà họ nhất tâm thì cái trí của họ cũng sẽ sáng ra. Tuy nhiên cái điều này nó cũng là một cái điều không phải ai cũng mà có thể có được, mà nhất là trong cái khoảnh khắc đó bắt gặp và chúng ta nắm được cái thời cơ đó, nó không phải là một điều gì đó nó thực sự là dễ dàng. Nó phải ở một cái khoảng thời gian nào đó có một cái sự chín mùi về cái thời gian, vận mệnh, v.v. Và những người này thường là họ có một cái trực giác linh cảm cũng rất lớn. Với cái đường trí đạo như thế này kết hợp với cái đường tam giác, cái hình tam giác như thế này, nó cho chúng ta biết được rằng đó là những người mà họ có một cái trực giác linh tính mách bảo rất lớn. Cho nên đây là một cái điều gì đó thực sự là một điều bí mật. Đối với một giấc mơ thì nó có hai cái loại giấc mơ. Cái loại giấc mơ thứ nhất thì nó xảy ra thường thì trong cái cuộc sống chúng ta, khi mà mình nghĩ tới một cái điều gì đó nó thường xuyên, hoặc là làm một cái điều gì đó nó quá tập trung đi, thì nó vẫn còn lưu lại ở trong đầu óc của chúng ta.
Cho nên khi chúng ta đi vào cái giấc ngủ thì những cái điều đó nó vẫn còn bên trong cái tâm thức của chúng ta. Cho nên nhiều khi mình mơ tới những cái vấn đề đó. Đó là cái trường hợp mơ thứ nhất. Trường hợp và giấc mơ thứ hai á, thì nó hoàn toàn nó không phụ thuộc vào bản thân chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, mà giấc mơ đó nó đến một cách rất tự nhiên, như là có một cái sự dẫn dắt, một cái thế lực, một cái điều gì đó nó đến một cách tự nhiên đối với chúng ta. Nó cũng mang một cái ý nghĩa mách bảo, chỉ dẫn, hoặc là một cái điều gì đó dự báo. Cho nên những cái trường hợp giấc mơ thì nó có hai cái loại giấc mơ đó, nó là như vậy. Cho nên đối với những người này, thường họ có trực giác và cái linh cảm, linh tính rất tốt. Những điều mà trong giấc mơ thì hoàn toàn họ có thể xảy ra. Cho nên với những người này, thường ví dụ họ mơ về trúng số hoặc mơ một điều gì đó thì có khả năng là họ sẽ biến cái giấc mơ nó cũng sẽ thành cái sự thật. Và cái tướng tai này có thể nói là ở những cái năm sau này thì rõ ràng là có cái đường tài vận rất tốt. Đây là cái đường mà nó nói lên rằng ở những năm sau 35 tuổi thì người đó có khả năng về kinh doanh, có tiền, có bạc. Ở cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta thấy được rằng là ở cái khúc giai đoạn này, trước năm 35 tuổi thì rõ ràng nó còn có nhiều cái rắc rối về cái sức khỏe và cái trí tuệ của chúng ta lắm. Cho nên cái gì nó cũng phải có một cái thời cơ nhất định, mà chỉ có cái sự phước báo của một người mới có thể thay đổi được những cái điều đó. Có thể nó không tới, hoặc là nó có thể tới sớm hơn nếu như mà chúng ta sống với một cái tấm lòng lương thiện, tử tế, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người, làm những cái điều phước thiện, thì những cái điều đó nó sẽ sớm hơn so với những ta dự định, hoặc có thể nó đến một cách bất ngờ, hoặc là có thể vượt xa những cái gì mà có thể dự báo, nó vượt ra ngoài hẳn những cái tướng số, những cái định số hay là những cái bối toán khác. Mà ở đây nó muốn nhấn mạnh lên rằng là một người có cái phúc đức thì có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của họ. Cho nên đây là cũng trong những cái tướng tài cũng rất đặc biệt mà mình muốn chia sẻ và truyền tải đến tất cả các bạn. Và hy vọng với tướng tài này, bạn này có những cái điều đặc biệt như vậy thì có thể giúp đỡ những cái người khác để cho họ có những cái cuộc sống hoặc là có suy nghĩ nào đó nó tươi đẹp hơn. Thì đó cũng là cách để tạo tích lũy và cái phước cho mình. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.